Bây giờ là mới có 7 giờ sáng thôi, nói chung là nhưng mà nắng đã lên rất là cao rồi và mọi thứ thực sự là sảng khoái vô cùng. Cái không khí ở miền Tây mà về miền Tây cảm giác nó khoảng khoát, nó dễ chịu lắm quý vị và các bạn. Sự mà nói thì sâu trong thâm tâm của mình là một cái người rất là có một cái tình yêu vô bờ bến với bánh mì, thì mình nghĩ mình chắc mình cũng phải làm một cái điều gì đó. Thì quý vị cũng bạn biết là mình mê ăn bánh mì tới cái mức mà một tuần lễ là ít nhất là phải 3 ngày mình phải ăn bánh mì, và mình mê bánh mì tới cái mức mà mình cũng phải mình mở ra cái chuỗi bánh mì mình bán luôn, và mọi người cũng chắc là cả nhà mình cũng thấy rồi đó, bán một ổ bánh mì có 10 mấy ngàn làm sao mà giàu có gì. Nhưng mà thật sự cái một trong những cái tâm nguyện của cuộc đời của mình đó là mình phát triển được cái chuỗi bánh mì, hoặc là mình làm sao để đưa được cái bánh mì Việt Nam ra thế giới. Thật ra là mình cũng là một cái công dân nhỏ bé của Việt Nam thôi, nhưng mà mình thật sự là mình trong các cái món ăn Việt Nam chúng ta có rất nhiều món ăn ngon có thể đưa ra thế giới được, mình thì mình lại ước mơ, cái ước mơ mình là bánh mì. Nhưng mà nói gì nói, chính từ cái việc này mình nghĩ ra một cái ý tưởng để làm sao mà khơi dậy tiếp cái tình yêu của tất cả mọi người dân Việt mình với bánh mì, và mình nghĩ ra một cái ý tưởng đó là hôm nay mình đứng đây mình quay video này, mình đang ở mặt có mặt là không nữ, thì mình sẽ bắt đầu mình quay một cái tập đầu tiên trong cái series này. Mình gọi cái series này là series bánh mì ơi. Đó, ý tưởng rất là đơn giản là quý vị các bạn cũng thấy rồi, chúng ta đi tới đâu cách khoảng vài chục mét là chúng ta sẽ thấy có một cái xe bánh mì nhỏ nhỏ, những cái xe bánh mì vỉa hè rất là nhiều, có lẽ không có nơi đâu mà nhiều bánh mì vỉa hè bằng ở Việt Nam mình, ở Sài Gòn, ở Hà Nội luôn, đúng không các bạn? Và rất là dễ tìm. Các món ăn khác thì các bạn còn phải tìm, còn phải search trên Google, search trên Facebook này nào để tìm, chứ còn riêng bánh mì thì mình nói thật sự là chúng ta chỉ cần xách cái xe chạy cái ào ra vòng vòng cái là thế nào cũng thấy sẽ có một xe bánh mì. Và trong đầu mình á, mình cũng đang thắc mắc là không biết là có tổng cộng bao nhiêu cái xe bánh mì, từ cái xe lớn cho tới những cái xe nhỏ nhỏ vỉa hè lề đường của những bà cụ, của những cái người nghèo, không biết có bao nhiêu xe bánh mì trên khắp cái đất nước Việt Nam mình. Nếu mà kêu mình làm một cái phép tính để mình đi đếm thì mình chắc chắn với quý vị bạn không nào đếm nổi. Cho nên thôi thì bây giờ đây là một cái trải nghiệm của mình sẽ cố gắng một ngày mình sẽ đi mình khám phá một xe bánh mì. Cái xe bánh mì đó có thể là một cái xe bánh mì rất là nhỏ bé, rất là khiêm tốn ở góc đường của một bà cụ, hay là một cái xe bánh mì của hai vợ chồng dùng cái xe bánh mì để mưu sinh, để nuôi sống cho gia đình, để nuôi con đi ăn học. Và đó cũng có thể là một cái xe bánh mì, một cửa hàng bánh mì lớn như cỡ bánh mì Như Lan, lớn như cỡ bánh mì Quỳnh Hoa, lớn như là những cái tiệm bánh mì Hà Nội vân vân đấy. Thì cái ý tưởng của mình là mình sẽ khám phá cái điều này, và hôm nay sẽ là cái tập đầu tiên để mình bắt đầu với cái series bánh mì ơi. Nghe cái tên nó dễ thương quá đúng không quý vị các bạn? Và bên cạnh đó thì không chỉ là để khám phá, mà mình muốn giúp cho những người bán bánh mì thêm một đợt chút xíu động lực, thêm một cái tí niềm vui để họ tiếp tục họ theo đuổi cái công việc và cái nghề mà họ mưu sinh, đó là nghề bán bánh mì. Bằng cách là mình sẽ mua mỗi ổ bánh mì, không cần biết ở cửa hàng nào, không cần biết là cái xe lớn hay xe nhỏ gì, cứ mỗi ổ bánh mì mình sẽ mua với giá là 20 đô, hay là nói tóm lại là 500 ngàn đồng. Tóm lại là ở đó bán một ổ 15 ngàn mình cũng trả 500 ngàn, ở đó bán một ổ 100 ngàn mình cũng trả 500 ngàn. Tóm lại là đây là cái chương trình bánh mì ơi 20, mãi mãi tuổi 20. Đó, mọi người thấy ý tưởng này vui không? Vậy thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo chân Colorman đi tìm một cái xe bánh mì nho nhỏ. Ở đây thì theo như mình hỏi ở khách sạn thì có hai cái lò bánh mì lớn, nhưng mà mình không đến lò bánh mì đâu, và mình sẽ đi mình tìm một cái xe bánh mì nào đó để mình dừng lại ăn và bắt đầu cho cái chuỗi hành trình đếm thử coi trên toàn Việt Nam mình có bao nhiêu cửa hàng bánh mì. Trời ơi, kiểu này chắc ăn mỗi ngày ăn bánh mì mỗi ngày thì tôi nghi rằng tôi sẽ giống như cái Thùng Phi luôn, nhưng mà thôi kệ, đây là một cái ý tưởng mà mình nghĩ. Mọi người thấy có thú vị không? Nếu thú vị thì mọi người cho mình một like nhé và share nhé. Nào, lên xe. Mọi người thấy mắt không? Bánh mì chiên, bánh mì pate, giá lụa. Đây cho nó. Có gì đó, có mì gì đó. Bánh mì pate, giá lụa, bánh mì.
Rồi. Cho chú một ổ chả trứng đi. Dạ. Chả lụa với trứng nha. Chả lụa với ốp la nha. Rồi, ok con cảm. Đây con ăn bán ổ nhiêu con? Dạ bán ổ 10.000. Cái gì? Ổ 10.000. Một ổ 10.000 hả? Dạ. Rồi. Ủa sáng con bán từ lúc nào mà thấy con để có mấy ổ vậy con? Dạ con bán từ lúc 2 giờ sáng. 2 giờ sáng hả? Dạ. Bán tới mấy giờ con nghỉ? Dạ con bán hết hay là con gì? Ồ. Buổi sáng thì con bán được khoảng nhiêu ổ? Dạ 70-80 tùy ngày bán. Trời được gì 70 tức là cả là khoảng bán 700-800 một ngày thôi hả? Dạ nhưng mà tiền lời thì được 200 mấy. Mấy 200 cũng mấy. Có. Cho chú trứng ốp la nữa nha. Dạ dạ. Chả lụa với ốp la thì bao nhiêu? Con làm chả lụa với ốp la thì con làm 12.000 cho chú. 12.000 hả? Dạ. Rẻ. Đấy quý vị các bạn thân mến, mọi người thấy chưa ạ? Xe này là xe bánh mì xiêm đối diện với chợ thực phẩm. Ở đây là ngã tư đường Hoàng Văn Thụ với lại Nguyễn Văn Trai đúng không? Dạ. Có 10.000 à. Đúng là đó, mình đã ăn ở trên Sài Gòn thì ổ là 15.000 là mình đã thấy quá rẻ rồi, về miền Tây cũng ổ có chỉ có 10.000 thôi nha quý vị các bạn. Cho chú thêm ớt nha. Ớt múc ớt nhiều không đừng sợ nha. Đúng rồi nha. Yeah. Ok. Con bán đây bao nhiêu lâu rồi con? Dạ con bán được nửa năm. Mấy năm? Nửa năm. Nửa năm hả? Dạ. Rồi con bán buổi sáng, buổi chiều con làm cái gì? Buổi chiều con ở nhà chăm em bé. Chăm em bé hả? Chăm con của con. À có con rồi hả? Dạ. Rồi ok con. Đây cho chú gửi tiền con này. Không. Chứ không có tiền thôi. Không, hỏi thối. Chú lì xì con luôn đó. Dạ. Ôi trời, con cảm ơn chú nhiều. Đây là. Dạ con, vui ha. Rồi ok. Thôi chúc con vui vẻ nha. Rồi mua sữa thêm cho em bé nha. À, quý vị các bạn thân mến, cái series bánh mì ơi này không phải mục đích là để giới thiệu bánh mì ngon hay dở, hay là mình để review bánh mì có chất lượng như thế nào, rồi cái khẩu vị như thế nào, ngon hay không ngon. Mà vấn đề ở chỗ là mình muốn là giới thiệu cho mọi người là đã giống như Coleman đã nói là có bao nhiêu để xem thử trên đường Thiên Lý mình đi mình sẽ gặp được bao nhiêu xe bánh mì, từ cái tập đầu tiên này đến tập mà đến lúc mình không còn ăn bánh mì nổi nữa, tức là khi lúc mà răng cộ mình không còn ăn nổi nữa đó, thì mình sẽ tổng cộng là sẽ có được bao nhiêu cái clip bánh mì ơi nha. Có khi mình lên tới 1.000 clip làm sao đúng không đó. Và mình đang có mặt tại ngay ngã tư đường Hoàng Văn Thụ và đường Nguyễn Thị Minh Khai. Một xe của cô bé bánh mì xin. Con đặt tên bánh mì xin vậy? Dạ, con của con bánh mì xin. Con có con Dương hả? Dạ, nó lên xe nên ngân lấy tự tên. Lên ngay nhiêu tuổi con? Dạ, 20 tháng. 20 tháng? Dạ. Ồ. Chồng con làm cái gì? Chồng con cũng làm thợ làm bánh mì nè. Ồ, dạ, thợ làm bánh mì. À, lấy làm bả lò bánh mì xong lấy bánh mì là hả? Ồ. Mọi người thấy là thôi bạn nói đúng không, đi mấy bước thôi, đi ở đây vài chục mét là chúng ta thấy những xe bánh mì này. Cái xe này còn sang nha, có nhiều xe khổ có, nhưng mà chúng ta không thấy đó như bé không. Con lấy gì con? Dạ Ngân hả? Nga. Nga đó như bé Nga. Một xe bánh mì để nuôi con cũng thương không. Bán ngày có 7-80 hổ hãng được 700-800 ngàn, cũng may cũng lời được khoảng 100-200 tháng, kiếm được 6-7 triệu. Là đó mọi người cũng thấy rồi, ổ bánh mì đầu tiên 20 đô 500 ngàn.
Rồi đến đây thôi, comment xin chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Tình yêu với bánh mì ơi, nghe cái tên bánh mì ơi thân thương quá. Không biết bạn nào, không biết bạn nào biết sáng tác thì mình đặt hàng các bạn sáng tác cho Coleman một cái bài hát tên là Bánh Mì Ơi, sáng tác đàng hoàng. Mình mua cái bài đàng hoàng để mình gắn vô cái series này, một thêm một cái nỗ lực nữa, thêm một ý tưởng nữa để cổ xí, để vận động cho bà con chúng ta ủng hộ cho bánh mì Việt Nam và giữ vững tình yêu với bánh mì. Bởi vì bánh mì nó không chỉ là một cái món ăn quốc hồn quốc túy, nó không chỉ là một trong những món ăn được ngon nhất thế giới, mà nó còn là sinh kế của rất nhiều gia đình. Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh mì.